Hello anh em, đến hẹn lại lên kiếm được một hàng T5 anh em nhé. Đi Zero T5 mang lại anh ta sẽ offline nào. 78M anh em nhé. Ông ta thử gì cao cao Bison này, nếu mà ông ta offline thật thì chỉ 2 rally là chết. Offline đi please, đừng có khiên. Offline thật anh em ạ. Offline rồi anh em. Ngon. Offline anh em nhé. Offline chắc rồi. Này là offline chứ, online làm sao được. Ngon. 78M từ 78M anh em nhé. Tôi 78M. Này được con cái nịt rồi. Rồi nha. Tôi 78M anh em nhé. Không bao nhiêu. Mấy ông swarm này tràn viện chắc luôn. Năm đạo swarm mà tràn viện. T5 mà. T5 thì cũng lỗ ML thôi. 8M7. Ngon anh em. 78M, 75M, 3M câu rồi. 2 rally nữa là chết. Ngon anh em. Đây đi nữa nha. Địch lại chuẩn bị rồi, swarm tiếp cho mà xem. Địch không cứu được đâu. Nào. Lời rồi anh em. Lời rồi anh em. Quá ngon. Nào đi về nào. 3 phút. Đi về 3 phút thôi. Ui cha. Này, ngon anh em. Phát nữa là chết à, không sống rồi đâu. Hai phát nữa. Này địch swarm này lỗ chứ. Nếu ông T5 swarm cái này chết rồi. 101 300 900 600 300 900. Ngon chưa anh em? Mấy cái cuối này hơi ít lính để về chứ cũng không lỗ được. Ngon, quá ngon. Tiếp anh em part 2 nhá. Part 2 Zero T5 nè. Đây ông này. Địch kéo đến đông lắm, chắc chuẩn bị swarm rally đấy. Đây, phát đầu đây anh em. Phát đầu 486k rồi. Phát này nữa là tràn viện. Phát này đã tràn viện rồi. Mấy ông swarm này lỗ chổng vó ra chứ. Có thích đồ, à, không có tước, chỉ có tước thì ngon. Cho tước không mở lai, cho tước mở lai thì ngon lắm. Nào, tiếp nào. Cái thứ hai nào nghe. Tôi đến đây. Đây anh em. Cần lút thủ luôn. Cao cao là chết rồi, sống làm sao được. Anh em không cứu à? Anh em không sợ quang cứu à? Không sợ quang cứu luôn anh em. Không dám sợ quang rồi. Đúng rồi, sợ quang đi. Swarm thì muộn rồi. Swarm sớm thì chứ. Swarm đây thì muộn rồi.
Yeah. Đau anh em. Đau đấy. Hôm nay còn bao nhiêu? Hôm nay phát đi tràn viện rồi, 71 rồi. Hôm nay phát đi tràn viện rồi. Đây à. Chiến báo nào. Chiến báo này. Ngon chưa anh em? Đây, chết 385k nha. Đây. Bác này chết 385k rồi. Bác này còn 1M2 lính nữa làm thịt 2 phát. Ngon. Nào, đấy sở quan thì hòe không lộ. À sở quan mình vẫn lãi thì mình thua làm sao được. Đấy. Vẫn lãi anh em. Đấy, cái lãi nhiều chứ. Đây. Xe robot 80M nha. Giờ còn 71M. Hai cái đi trước này. Chết rồi, bị đít luôn rồi. Phút nữa mà được. Nó bị sở van tôi đấy anh em. Đây này, anh em bù đông lắm. Đây. Hai phát rồi, hai phát rồi lên trước rồi. Đấy. Một phát 1.3 triệu nhé. Phát này nó mới tràn viện này này. Chỉ một, hai phát là bot zero à. Bot 1M2 lính thì chỉ 2 turn nữa là chết thì chứ còn sao được sống hết rồi. Nào, sơ quan đi các bot. Nào, nó sơ quan không? Không ai sửa qua nữa ạ. Không cứu nổi nữa rồi, không dám sửa qua luôn mà. Ra mà sửa qua. Còn 70 rồi. Đánh anh em. 64M rồi, phát nữa là chết. Phát nữa là chết rồi. Ấy da. Ấy da, anh em sùng qua đâu quá. Trời ơi, lỗ chưa. Đây. Còn có 500k nữa thôi, 500k T5 nữa. Phát nữa là chết chứ gì đâu mà. Ngon anh em. Quá ngon. Rồi tắt để quay. Đây ly cuối anh em ơi. Phát này nữa là xong rồi. Ấy da. Bắt nào là sụp vam nữa. Cứ sụp vam đi, sụp vam đi rồi. Ôi, sụp vam mặt là. Cứ sợ ra đi, cứ sợ gì đâu. Này, đây là phát cuối này. Được kìa, không dám sợ qua em cứu đâu nha. 64M nhé, xem còn được bao nhiêu mà. Mình chạy sang cái đấm ông này. Điều. Thank you.
em mở xong rồi mà. Giờ đâu xong rồi. Đúng, đúng đó. Đúng rồi, gạt thằng này đúng nhau rồi, được lãi, không lỗ, bên này lỗ. Người ta gọi là tội bạn mà đánh như này. Thằng này chạy đâu, lỗ chẳng gó ra chạy đâu. Em đứng đâu thế? Đó, xong anh em chết rồi nhá, hết rồi đấy, hết lính rồi. Tụt 19 mà bao. Xong anh em, zero xong tới 5 nhá. Tới 5 thứ 2, thứ 3 mình sống bị zero.